Alo, kính chào anh chị em nhà đầu tư. Rất vui là được gặp lại anh chị em trong buổi livestream buổi tối 8:30 hàng ngày. Em là Trọng Đại. Anh chị em xem live thì ủng hộ em Đại bằng cách like như để lại những icon cần được phần bình luận anh chị nhá. Mọi người check cho em xem là âm thanh hình ảnh đã ok chưa ạ? Nếu ok anh chị em comment số 1 nhá. Hiện tại thì mạng chỗ em nó đang hơi lag, không mở lên được, chưa test được thanh như thế nào. Để anh em comment giúp em nhá. Check cho em xem là âm thanh hình ảnh đã ok chưa ạ? Ok anh em comment số 1, mọi người Chưa chào tích nhau được được không đấy? thanh như thế nào? Vâng. Anh quay lên này kìa. Chào năm anh chị em đã xem nhá. Hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị em góc nhìn về kỹ một chút về mặt thị trường. Khi mà phiên hôm thứ sáu cũng là một phiên có những cái biến động nó tương đối là đáng chú ý, chúng ta đáng chú ý trong phiên hôm thứ sáu. À, phiên hôm thứ sáu thì đầu phiên sáng thì chưa có vấn đề gì, nhưng mà đến gần cuối phiên sáng và nhất là phiên chiều bắt đầu áp lực khá lớn, thì team cũng đã cho bán một số cổ phiếu vào buổi sáng và phiên buổi chiều tiếp tục bán cổ phiếu, đúng không ạ? Và xét về ngắn hạn, trung hạn hay là vị thế như thế nào thì anh chị em nhớ theo dõi chị nha. Đó, mọi người nhớ theo dõi. Đó. Nếu có mua thì mua cổ nào? Đấy. Mua cái form như nào để chúng ta để hạn chế những cái rủi ro nếu có ở trong ngắn hạn. Anh chị em mà nhớ theo dõi. À, mọi người có câu hỏi thì phần công chat là chị nha. Lê Hoàng nhé. Quả này hơi bận nên là không lên được anh chị ạ. Tối nay lên được. Rồi chúng ta đi qua thị trường luôn nhá. À, thế giới một tí nhé nào. Dow Jones phiên hôm thứ sáu là đóng đến là tham chiếu anh chị ạ. Đóng đến là tham chiếu. Không phải 0-1 mà là tham chiếu luôn. Phiên hôm thứ năm thì một phiên điều chỉnh khá là mạnh đúng không ạ? Đó, phiên điều chỉnh khá mạnh. Nó cũng là ná giống với cái cây hôm vừa giờ của hôm của index các bạn. Nasdaq thì tốt hơn, Nasdaq thì hồi lại gần 1%. S&P 500 thì cũng tương tự Nasdaq, chỉ có Dow Jones nhìn có vẻ là yếu hơn. Đúng không ạ? Nikkei ta nhìn khung tuần khung tuần thì cũng đang chủ đạo tích lũy thôi. Dow Jones thì khung tuần cũng có một cái nến tuần cũng không được đẹp cho lắm. À, chủ đạo thì vẫn là tích lũy. Hỗ trợ của chúng ta của Dow Jones là 38.000, bây giờ đang là 39.000, tức còn 1.000 nữa trên phong tuần. Nếu mà gãy cái vùng này này thì cũng khá là khó khăn ở trong ngắn trung hạn. Tuy nhiên thì về mặt dài hạn thì xu hướng nó vẫn tốt nhá. À, còn trong ngắn trung hạn thì nếu mà gãy mất cái vùng đáy này, nó cũng tương đối nguy hiểm. Là cũng khá là giống với miền đất của chúng ta, lại tương tự như miền đất của chúng ta là nếu mà mất lại cái vùng 1.170, 1.180 ở trong trung hạn thì cũng khá là nguy hiểm đấy. Còn hiện tại thì cũng chưa đủ dữ liệu, chính là chưa đủ dữ liệu. Rồi chúng ta trở lại thị trường phiên hôm thứ sáu, miền đất mất 19 điểm đó. Mất 19 điểm với số lượng hóa giảm, chúng đa số những cổ phiếu mà nhịp vừa giờ tăng thì cũng có những cái áp lực rất đấy, ví dụ như là TCH, nhất là nó bất động sản thì cũng đang tương đối khó khăn. À, một số cổ phiếu mạnh và trước thì cũng bị bán, một số cổ phiếu yếu và chưa tăng được thì cũng bị bán. Nhóm chứng khoán thì đầu phiên còn nhùng nhằng nhưng cuối phiên cũng áp lực bán khá là lớn, ví dụ như SAVX, HCM. HCM thì vừa giờ tăng khá tốt thì cũng bị bán đâu đó hơn 5%. À, thông thường thì và một cổ phiếu mà bị bán với khối lượng lớn trên 4% thì chúng ta cũng phải chú ý ở trong 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 những cái nhịp ngắn hạn. Đấy là kinh nghiệm của em. VN30 phiên hôm thứ năm, phiên hôm thứ sáu là mất 21 điểm, VN1M là mất 22 điểm. Số lượng mã giảm 364, số lượng mã tăng 93, dòng tiền là những mã giảm thì áp đảo rồi đúng không ạ? Tác động index thì phiên hôm thứ sáu thì tích cực từ GVR, ACB. ACB là một cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi phiên hôm thứ sáu là có động lực tích cực. Đấy. HVN, PLX nhóm dầu khí phiên hôm cuối tuần cũng 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 có những cái hoạt động nó tạm thời tương đối ổn.
Liên Việt Quốc Banh, ITA, STB, SBT. Chiều ngược lại thì FPT, Vietcom, CTG, Vbank, Hòa Phát, Masan, VHM và VKMX. Nước ngoài là tiếp tục có một phiên bán rất mạnh, 1.500 tỷ. Bán ra FPT, bán hầu hết các cổ phiếu và mua vào quỹ VN Diamond 92 tỷ. Tự doanh cũng có một phiên bán 600 tỷ. Tức là hai ông này bán hơn 2.000 tỷ. Thanh khoản hôm thứ sáu một phiên khá lớn. Buổi sáng thì nó tương đối là bình thường đó. Bình thường đến tầm giữa buổi sáng đó, tầm 10 giờ hơn 10 giờ gì đó, lúc đó là cái động lực tăng nó vẫn còn đúng không ạ, nhưng mà đến cuối phiên sáng và cuối phiên chiều thì cái áp lực bán nó gia tăng đó. Mặc dù có những cái dấu hiệu rút chân nhưng mà em đánh giá rút chân nó không quá lớn. Rồi đó là một chút về thị trường anh chị ạ, chúng ta cùng xem các cái cổ phiếu có cái thanh khoản cao này, chúng ta cùng xem là cái áp lực bán nó có đến nhiều không. Bây giờ chúng ta nhìn đến cổ phiếu mà bị bán nhiều nhá, bây giờ là tìm kiếm những cổ phiếu mà được mua nhiều thì không còn quá là trọng tâm nữa. Đấy. QBS, VOMITA, BLC, PET này, PET là cổ phiếu hiếm hoi là hôm vừa giờ Trần team cũng đang có con này. FPT là món ăn PLF, ACB, ACB cũng là cổ phiếu mà tích cực hiếm hoi của nhóm banh nhá, tích cực hiếm hoi của nhóm banh. Thanh khoản phiên hôm thứ thứ sáu là vượt trung bình để cái này 20 phiên nào là nhảy mất rồi, 20 phiên thì nó nhảy chứ các PETITA, ABB, KVC, PON, con này nhỏ hơn TVC, PXF, OGC, BMI. Đây ACB đây rồi, vượt trung bình 20 phiên là 264%, tức là gấp 3 lần trung bình 20 phiên. BVH thanh khoản khá lớn nhưng mà đặc biệt là tham chiếu ấy. Tức là áp lực cũng có nhưng mà lực mua lên cũng có này. HDG cũng gặp áp lực khi mà vượt trung bình 20 phiên 221% mà giảm mất 4%, ai cũng gặp áp lực chốt lời ngắn hạn thì HDG team cũng cho chốt ngắn hạn phiên hôm trước này. Đấy, chốt ngắn hạn một nửa. Thép Việt Nam thì vẫn ok, tăng 3%. LSS cũng là 199%, giảm 1,18%, không quá lớn. HDC cũng gặp áp lực đây, 196%. Xuống HDC. Chào 13 chị em đang xem nhá. Anh em mà chưa like thì like ủng hộ cho bạn nhá. Đó, này thì em sẽ xem cổ phiếu luôn nhá. Vừa rồi là HDC đúng không? Rồi HDC quay trở lại cái vùng hỗ trợ này. Đấy. Đấy, con này cũng có thể là một cái mã mà anh em có thể chú ý được ở trong ngắn hạn, thậm chí là trung hạn. Đấy. Nếu mà điều chỉnh lại, test lại cái cây breakout, tức là cây cầu tiền vạ tiền cầu quay trở lại cái phiên hôm ngày 17 tháng 5 này, thì anh em nào mà thích thì có thể thăm dò được ở cái biên này, đúng không? Đây là loanh quanh biên là 30 cộng trừ chợ biên 30 cộng trừ tỷ trọng nhỏ hai à. Được HDC Pan cũng là một cổ phiếu tích cực của tin cũng còn đang nắm này. VIB cũng có một cây thanh khoản tương đối lớn và cũng gặp áp lực 185%. MIG vẫn xanh đúng không ạ? MIG cũng là một cổ phiếu cũng khá là mạnh đấy chị, là mạnh, team cũng đã mua rồi, hàng đã về đó, cũng tương đối ổn. PLX thì xuân xanh. Đấy, PLX hôm trước cũng chốt buổi sáng cũng chốt ngắn hạn. DTD cũng gặp áp lực này, OI cũng gặp áp lực này đó, 160%. MSR hôm trước là team mua ở quanh quanh vùng 17 view trung hạn đó, view trung hạn hàng về rồi đấy. Đấy, mua từ cây này anh chị này. Đấy, mua từ cây này, năm tân 17 này. Đấy, thì bây giờ 17.3 thì vẫn đang coi như là hòa vốn, lãi không đáng kể. À, vẫn ok. Dư phương hạn nhé. ABIDXF, API, GBR. GBR cũng là một cổ phiếu cũng có tác động tích cực, thanh khoản tương đối tốt. À,
nếu mà thị trường ngon nhưng mà cái form như này là ok đấy chị. À, nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ nhé, tí nữa sẽ nói kỹ hơn về thị trường, bây giờ là tạm thời nói về các mã có thanh khoản tốt này, BC7 chúng ta còn xem những cổ phiếu lớn này, OCB này hơn 100%, TNG cũng có áp lực này trên 100%, NLN MBB cũng trên 100%, tức là gấp đôi trung bình 20 phiên này cũng gặp áp lực này, mà BB PVD này cũng có áp lực âm 3,9%, 112 trung bình 20 phiên, HTN là 14, HCM cũng áp lực 110%. Chúng ta không nhìn ngang nhắc thì số lượng này nó sẽ khá là nhiều hả chị. HAX cũng có áp lực này, VAA ok, PAO cũng áp lực. Đấy, xem một chút những cổ phiếu lớn này thì đã chào 15 anh em đang xem nhá. Đấy, thì thông thường là em sẽ có cái bộ lọc này chị nhá. Đấy, thì em lực bán mạnh hay là lực mua mạnh thì ở bộ lọc này thì chúng ta nhìn sẽ ra tương đối chứ không, nó ra một cái tín hiệu nó thô thô thôi, để mà tín hiệu nó chi tiết hơn thì chúng ta lại phải xem đồ thị lát này. Nam Kim cũng có áp lực này 80%, hút này, KSB này, IPA này, VGSMBS này, BCGMSB này, đất xanh này, HVDIG này, CTDGEG, CRE, Đạt Phương, Đạt Phương còn sàn luôn. Đạt Phương mà hôm trước đã bán lâu lâu rồi. View này, anh Việt Mai cũng có gặp áp lực này. Techcom trên 50%. Ok, nhìn chung lại thì số lượng mã mà gọi là vượt trung bình 20 phiên, vượt tối thiểu 50% về mặt thanh khoản thì cũng khá là nhiều chứ, cũng trải ra cũng khá nhiều cái nhóm ngành. Ở đây chúng ta thấy những cổ phiếu văn hóa lớn thì cũng có, những cổ phiếu như banh, chứng khoán cũng có, đúng không? Bất động sản khá nhiều. Đó, thì chúng ta cũng thấy là cái áp lực nó cũng là tương đối. À, tuy nhiên thì cũng có một số cổ phiếu mid cap nó vẫn giữ được cái trend nó tương đối tốt, ví dụ như là vẫn giữ được sắc xanh như là pep này, như là pan này, đúng không ạ? Hay là một số cổ phiếu thì nó điều chỉnh không quá nhiều, loanh quanh khoảng tầm 1%, mà cái trend của nó vẫn giữ tốt, thì em đánh giá cổ phiếu đó là tạm thời chúng ta view là tương đối tích cực đó. Rồi, chúng ta nhìn qua phần biểu đồ anh chị nhá, đây là VN Index. Thì như thường lệ em Đại vẫn hay chia sẻ với anh chị em về thanh khoản ấy. Thì đâu đó thì vẫn chia sẻ anh em về mặt dòng tiền, đúng không ạ? Dòng tiền lớn thì những cái cổ phiếu hay là về mặt thị trường khi mà xuất hiện những cây bán lớn ấy, thì chúng ta cũng phải cực kỳ chú ý anh chị nhá. Thì phiên hôm thứ sáu vừa rồi cũng xuất hiện một cây bán khá là mạnh. À, mặc dù cũng có những cái thời điểm rút chân vào cuối phiên là đóng đến là vùng 1260, có thời điểm mà chạm về cái vùng 150, rút chân cuối phiên được 10 điểm, nhưng mà em đánh giá cái áp lực bán này cũng tương đối là mạnh, nên là về mặt thị trường cái việc mua mua vào ở trong ngắn hạn thì chúng ta phải lựa chọn bây giờ nó còn phải phải gọi là tiêu chí nó còn cao hơn nữa những cái thời điểm cách đây khoảng 3-4 phiên có nói với anh chị em, đúng không ạ? Đó anh chị em nhá. Nên vị thế ở trong ngắn hạn thì thị trường sau khi tiệm cận lần thứ hai 2015 này, đây là lần thứ nhất nó tiệm cận cái vùng 85, đấy lần thứ hai là cái buổi sáng cái phiên hôm thứ sáu vừa rồi, nhưng mà cái áp lực bán chúng ta thấy cũng có những cái sự gia tăng nhất định vào từ cái thời điểm là cuối phiên sáng đến đầu phiên chiều, áp lực bán tương đối mạnh trên hình thanh khoản. Trước đó nữa thì chúng ta thấy là cái áp lực bán nó cũng đã bắt đầu xuất hiện từ cái thời điểm cách đây khoảng 2-3 phiên đó, nên là vị thế ở trong ngắn hạn thì em đánh giá cái vùng cả vùng 85 và xa hơn một chút nữa là vùng 1300, chúng ta cứ cho tròn là vùng 1300 đi, là áp lực em đánh giá vẫn là tương đối mạnh. Đó, nên là vị thế nếu mà xét về mặt thị trường thì cái việc mua vào ở đây thì anh chị em không nên mua những cổ phiếu mà có cái ảnh hưởng nhiều đến chỉ số, do chỉ số hiện tại đang gặp cái áp lực lớn
ở quanh cái vùng 1285, xa hơn một chút cứ cho là 1300 sẽ là vùng áp lực tương đối mạnh. Nên là nếu có mua, tức là nếu có mua thì anh em nên lựa chọn những cổ phiếu nào có dòng tiền tham gia tích cực, có cơ hội bước vào sóng trung hạn đó. Và cái điều kiện rất quan trọng đó là cắt lỗ phải nhỏ, là chị Năng, đó là cái điều kiện mua đấy, không ảnh hưởng đến chỉ số này đấy, không ảnh hưởng chỉ số thì chỉ có Mincap hoặc là Penny thôi đấy. Thứ hai đó là có cái tín hiệu tích cực về mặt trung hạn, có cơ hội về mặt trung hạn. Đấy là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba đó là cắt lỗ phải nhỏ đấy, nếu có sai thì chúng ta cắt lỗ nhỏ. Đó là ba điều kiện cho anh em nào muốn mua chắc. Còn anh em cầm hàng mà muốn bán đấy, thì phiên hôm thứ sáu buổi sáng thì cũng đã cho anh em bán cũng khá đấy. Đấy, lúc mà nó lên chỗ này này thì lúc đó lý do em đưa ra bán đó là lúc đó đã xuất hiện những tín hiệu kéo của những cái cổ phiếu ngân hàng mà hôm thứ sáu đã nói với anh em, tối thứ năm nói với anh em là nếu mà thị trường có cái tín hiệu kéo của nhóm banh thì em đánh giá là dòng tiền sẽ tương đối yếu trong nhóm Micap, và team em thì lại cầm khá nhiều Micap nên là cho anh em chốt chốt khá nhiều vào đầu phiên buổi sáng. Nhưng đến phiên buổi chiều khi mà thị trường gặp áp lực bán thì lại tiếp tục bán tiếp những cổ phiếu mà có cái áp lực đó. Mà mua trong giai đoạn gần đây thì chủ yếu là mua những cổ phiếu gọi là thứ nhất là vốn hóa tầm vừa, thứ hai là view về mặt trung hạn, còn ngắn hạn là lại không cho mua nhiều nữa đó. Có mua nhưng chủ yếu là mua view về mặt trung hạn và chia vốn để chúng ta mua đấy. Đây buổi sáng thì có nhắn cho anh em khách hàng. Đây, lúc mà nhắn anh em là lúc đấy buổi trưa đấy, buổi trưa là chiều 24 này, nếu gãy 260 anh em canh chốt tiếp à, cầm thêm tiền chờ mua lưới kéo 1285, chưa chốt thì chốt đúng không, mua ít ưu tiên chia vốn một cổ phiếu dòng tiền mạnh này, cũng như là cái tiêu chí mà em vừa đặt ở phía trên cho anh em là muốn mua đấy. Đấy, buổi sáng thì cũng cho chốt khá nhiều đấy đó, cho chốt là BSR, cho chốt khoảng tầm 2 HVG, HCM lúc đó nó chưa chỉnh đâu, HCM lúc đó nó vẫn còn giá 30.5 này, phải bán hết Dabaco 19%. Còn anh bảo là bán xong lúc buổi sáng này, lúc này là lúc 10 giờ nhé, 10 giờ 10 giờ 15 là bán gần như là chỗ này đấy. À, rồi anh có nói là sáng bán được một đống hàng, em có trêu với anh lúc đó là nhỡ chiều nó kéo lên thì lại mất hàng đúng không? Đó, quan trọng ở đây là chúng ta quyết định là hành động thôi, anh chị Năng. Đấy, em đã nói với anh em là nó không có đúng và nó cũng không có sai. Nếu mà ngày mai hay là một vài phiên nữa test lại những cái vùng dưới này nó kéo vượt đỉnh thì chúng ta chấp nhận là chúng ta mất một vài hàng ấy, chị Năng. Chúng ta không mua lại nữa đâu, ở trong ngắn hạn đâu, chị Năng. Chúng ta lại phải chờ thêm đấy, những cái nhịp sau chúng ta mới mua được. Ví dụ như là những cổ phiếu mà bán ngày hôm qua 1/2 rồi, ví dụ nó vượt đỉnh, thị trường nó vượt đỉnh, cổ phiếu nó vượt đỉnh đấy, thì chúng ta chấp nhận chúng ta bỏ cái 1/2 hàng đi. Đó, anh em nhé. Còn anh em mà mua lại thì đâu đó là rủi ro nó sẽ cao hơn rất nhiều. À, chị Đa, chúng ta chấp nhận cái việc là chúng ta đã có một khoản lợi nhuận nó không không phải là nhỏ. À, em đánh giá là nó không phải là nhỏ, chúng ta gọi là có thể chốt vào được rồi. Đó là những cái suy nghĩ mà buổi sáng hôm qua em, buổi sáng hôm thứ sáu diễn ra trong đầu em, và em quyết định hành động là như vậy. Đó là lợi nhuận cũng không phải là quá nhỏ, không phải là nhỏ. Ok, 15, 20, thậm chí có những mã mà phiên hôm trước chốt với anh em mới là 40%, 30%, thì em đánh giá là không phải là nhỏ trong vòng khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng vừa qua, và cũng đã gọi là một phần nào đó là thành công đúng không ạ? Và cho anh em chốt. Đấy, đây là anh em bán rồi, thì anh em chấp nhận nếu mà nó có vượt đỉnh, thị trường nó vượt đỉnh, nó test lại, tích lũy lại được ở vùng này mà nó phi lên thì chúng ta chấp nhận còn 1/2 hàng. Được chưa? Đấy, khi mà chúng ta đã đang quyết định bán ở cái vùng này rồi thì chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện như vậy nha anh chị nha. Đó, được chưa? Ừ. Tuy nhiên thì khi mà buổi chiều nó diễn ra cái áp lực bán này, áp lực bán đây vào phiên buổi chiều thì chúng ta thấy này. Đây anh em ạ. Đây. Áp lực bán em đánh giá là nó cũng tương đối mạnh, nếu chúng ta nhìn vào khung 1 phút
Đây là cái áp lực vào bên buổi sáng, khi mà thời điểm vào 85 cho anh em bán lúc 10 giờ. Đây lúc bán là 10 giờ 15, 10 giờ 20 gì đó quanh chỗ này. Đấy, là bắt đầu áp lực bán tương đối mạnh vào cái thời điểm từ là 11 giờ trở đi. Đây, anh em nhìn thấy đây là cái nến 1 phút nha. Đấy. Tức là cái xung lực nó khá là mạnh về mặt volume dẫn là giá. À, nhất là cuối phiên buổi chiều cũng gặp áp lực từ 14 đến 15. Cuối phiên này cũng kéo lên. Đấy, tuy nhiên thì để mà xác định xem là cái vùng này nó có tích lũy lại được hay không thì chúng ta vẫn phải chờ thêm thời gian vào 1-2 phiên sắp tới, xem những cái vùng biên hỗ trợ phía dưới này là loanh quanh vùng 30 có giữ được không. Chị Đăng, nó có giữ được không mà quanh cái vùng 30-35 này này, xem nó có giữ được không. Đấy, đó là VN-Index em nhé. Đấy, chúng ta vẫn phải chờ cái vùng này như nào. Đấy, anh em đánh trung hạn, nếu mà đã chốt ở quanh vùng 80-85 mà anh em muốn cover lại thì chúng ta chờ xem cái vùng 35 nó phản ứng như thế nào. Nếu nó phản ứng tốt tức là nó sideways được, tích lũy lại được và nó thanh khoản thấp trở lại, à, bắt đầu có cầu quay trở lại thì chúng ta có thể canh mua lại cái 1/2 đã chốt lên trên. Còn nó tiếp tục áp lực bán mạnh và đánh thủng tiếp cái vùng này thì chúng ta tiếp tục phải chờ thêm những cái vùng hỗ trợ tiếp theo xem nó phản ứng như nào. Dạ. Tương tự là với index thì VN50 nó cũng cũng, cũng na ná như vậy thôi, cũng không khác nhiều. Tức là nó áp lực khá là lớn vào cái thời điểm từ 8 à từ 11 giờ buổi sáng và nhất là buổi chiều, nó cũng không hề là đơn giản anh chị ạ, cái áp lực volume khá lớn đó. Tí nữa sẽ nói thêm một chút nữa về những cái nhóm mà banh hay là nhóm bất động sản mà em có nói với anh chị em trong trong vài phiên gần đây, đó là để thị trường đi lên được thì bắt buộc điều kiện gần như là tiên quyết là hai cái nhóm này nó phải có cái động lực tốt, thì nó sẽ phân tích kỹ hơn. Thứ ba nó một cái lý do nữa là VN30 S1M em cũng thấy một cái cây nó volume khá lớn, tức là cái áp lực sọt rất là mạnh, phải chứ nào? Áp lực sọt tương đối mạnh đó. Đó cũng là một cái lý do, đó là thị trường của chúng ta thì là một thị trường đầu cơ rất là cao đó, mà thông thường thì bao giờ đánh sọt cũng dễ hơn đánh long. Và thông thường là những cái thời điểm mà có những cây sọt lớn chí ít ra chúng ta cũng phải chờ đợi xem là nó tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta vào hàng thì nó sẽ an toàn hơn. Khi mà bắt đầu có những cây sọt mạnh anh chị năng, có những cây sọt mạnh ví dụ như giai đoạn trước ấy, giai đoạn là tháng 8 tháng 9 năm ngoái, em thấy cái mô hình như tháng 8 tháng 9 năm ngoái nó đang khá là giống cái giai đoạn này. Đấy, chúng ta vẫn phải chờ xem là cái vùng đáy cũ này, cái đoạn này giống như cái đoạn trong này, xem nó phản ứng như nào. Đấy, nếu mà nó điều chỉnh nó vượt, nó thủng mất cái vùng 35 của VN-Index hay nó thủng mất vùng 50 của VN30 và VN1M, xem là hai cái vùng 50 chỗ này hay là 35 của VN-Index nó phản ứng như nào. Tiếp theo trung hạn là cái vùng 1.200 của VN30 và VN1M hay là vùng 1.170, 1.180 của VN-Index nó phản ứng như nào. Đấy, và em đang thấy nó khá là giống với cái đoạn này, nó đang khá là giống với cái đoạn này. Khi mà cũng có những cây biên khá lớn, à, có những cây biên khá lớn và thanh khoản mức tương đối cao và chủ yếu là cái áp lực bán. Nếu nói về mặt ngắn hạn, nếu nói về mặt ngắn hạn thì chúng ta thấy là cái vùng 85 như em vừa nói lúc nãy, nó đã có 2 lần đến 3 lần nó tiệm cận cái vùng này nhưng mà nó chưa vượt được và nó lại có một cái áp lực bán mạnh vào cái phiên cuối phiên hôm thứ sáu, hay kể cả như VN30 và VN1M, S1M hay là VN30 thì nó còn rõ hơn, đó là nó có một cái vùng mà không thấy có cái lực mua lên. Trước đó chúng ta thấy là nó tương đối cân bằng với nhau ở quanh cái vùng 1.300 đúng không ạ, nhưng mà khi mà đã xuất hiện cái cây phiên hôm thứ sáu, tức là đầu có một cái áp lực bán mạnh S1M cả VN30, tức là chúng ta thấy là cái vùng đỉnh ở trong ngắn hạn của 30 và F1M là vùng 1.300 đến vùng 1.315 của VN30 này. Đấy, là cái vùng mà hiện tại bây giờ đang đóng vai trò là cái vùng giảm. Em đánh giá là tương đối mạnh. Anh chị ạ. Đấy, tất nhiên xét về mặt trung hạn thì cũng chưa kết luận được điều gì anh em nhá. Chưa kết luận được là nó có gãy xuống cả cái chen này hay không. Chúng ta vẫn phải chờ. À, em thì em vẫn gọi là thuận theo thị trường, tức là thị trường phản ánh cái gì thì nói theo cái đó. Nhưng mà khi mà có một cây bán mạnh đấy, kể cả H1 lẫn daily như thế này thì trong ngắn hạn anh em phải cực kỳ chú ý, chậm cực kỳ chú ý ở trong ngắn hạn. Đấy nhá.
Còn trung hạn thì chúng ta vẫn phải chờ xem nào những cái vùng phía dưới nó phản ứng như nào. Được chưa? Đó. Anh em là lỡ mua đu bên trên thì hồi lên anh em canh bán. À, còn anh em mua thì lúc nãy nó nói rồi. Đấy, bây giờ nói đến cái chạc của hai cái ông lớn nhất và đoạn vừa giờ vẫn trông chờ vào hai cái ông này, đó là có cầu mạnh thì nó đi lên tốt, nhưng mà hiện tại thì chưa thấy. Sau cái cây bán ngày 15 tháng 4 đúng không ạ, thì em vẫn chia sẻ với anh chị em là thị trường muốn đi lên được thì cái nhóm banh, đặc biệt là nhóm banh này và nhóm bất động sản, là nó phải vượt được cái cây này, thì hiện tại chúng ta chưa thấy cái điều đấy đúng không. Đấy, mấy lần ngày đây cũng nói với anh em là khi mà chưa có cái cây hôm thứ sáu cũng đã nói với anh em đó là cần phải có một cái động lực nó mạnh hơn nữa đối với nhóm banh, nó phá được cái cây này thì lúc đó nó xu hướng nó mới tích cực. Thì đến cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đang không có cái điều đấy, và thậm chí là cái áp lực bán nó lại lớn trở lại ở cái cây hôm thứ sáu, tức là cái cây ngày 16 tháng 5, à cái cây ngày 20 tháng 5 đó, khi mà nó tiệm cận lại cái vùng mà sát cái biên trên của cây ngày 15 tháng 4 là cái vùng 219, thì bây giờ đóng vai trò sẽ là cái vùng đỉnh ngắn hạn để T cộng cho cả một cái nhịp hồi này. Đó. Sau cái cây này thì chúng ta phải chờ cái cây doji này xem nó phản ứng như nào. À, ngày mai hay ngày kia là vùng 208, xem là nó như thế nào. Và tiếp theo nữa là cái vùng này, chúng ta vẫn phải chờ xem nó phản ứng như nào. Dạ, để chúng ta có một cái định hướng chung về mặt trung hạn, xem là cả một cái trend nó diễn ra trong giai đoạn vừa giờ, đó là từ cái vùng 180 tương ứng với cái thời điểm mà VN-Index cuối tháng 10 ấy, năm 2023 là cái chỗ này, là cả một cái trend này, đáy này, đáy cao hơn này. Đấy, nhưng hiện tại thì đã có cái đáy này, đáy nhất, đáy thứ hai thấp hơn rồi. Đây là cái đỉnh bên này, tạm thời đỉnh ngắn hạn nó lại thấp hơn cái đỉnh bên này rồi. Nên là vị thế ở trong ngắn hạn thì bây giờ đang tương đối khó khăn cho cái nhóm banh. Đây là cái chặt chung em nhé. Đấy, vì chúng ta kỳ vọng cái đoạn vừa giờ là nó vượt được không ạ, nhưng mà nó không vượt được, áp lực bán lại gia tăng vào phiên thứ sáu, thì chúng ta đang gọi chỗ này là cái đỉnh ngắn hạn. Thì cái đỉnh trước đó ở đây nó đang ở đây, thì bây giờ cái đỉnh sau nó thấp hơn rồi. Nếu mà giai đoạn tới trong vòng khoảng tầm 1-2 tuần, thậm chí là 1 tháng tới mà nó đánh thủng mất cái đáy này, thì xác nhận một cái tín hiệu là gãy một cái kênh ở trong ngắn hạn, tức là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Nếu mà đáy sau thấp hơn đáy trước nó hút vào đây nữa là coi như là gãy kênh, được chưa? Mà banh gãy kênh, banh là động lực chính cho cái giai đoạn ở trong ngắn trung hạn suốt giai đoạn vừa qua. À, mà nó gãy thì chúng ta cũng gọi là cẩn trọng thị trường. Đó, nếu có đánh thì ưu tiên những cổ phiếu nào có trend, được chưa? Còn nếu mà như anh như này thì là như hiện tại là đang có nguy cơ là mất kênh, mất trend anh em nhé. Nếu mà kẻ trend line thì chỗ này đã mất cái trend vào trong ngắn trung hạn rồi này. Đấy, còn bây giờ nếu cái đỉnh này nó tạo ra, bây giờ thì chưa xác nhận rõ ràng vì nó mới được có vài phiên thôi, bao giờ nó có một cây đánh thủng này nữa thì tôi coi như xong. Cái mất 208 thì tức là cái này xác định là cái đỉnh sau, cái này là cái đỉnh trước, được chưa? Còn trước đó thì nó tạo ba cái đỉnh gần như bằng nhau thì là không kể. Đấy, đoạn vừa giờ thì cũng nói với anh em rồi là kỳ vọng banh vượt được thì index vượt được, còn banh không vượt được thì tương đối khó. Thì hiện tại thì banh đang diễn biến đang có dấu hiệu xấu hơn, xấu dần đó anh em nhé. Trung hạn thì phải chờ thêm một chút nữa, còn ngắn hạn như này là đang tương đối là khó khăn đấy đó. Đó, tình hình thực trạng nó là như vậy. Rồi đến bất động sản. Đây, bất động sản cũng tương tự như vậy, không khác nhiều, cũng có một cái nhịp hồi, cũng có kênh 15 tháng 4 chưa phá được, cũng nhú lên nhưng mà bị đánh ngược trở lại, cũng có một cây bán volume lớn. Dạ, đây là hai cái chỉ số cho hai cái nhóm ngành mà em vẫn nói với anh em, đó là chiếm một nửa thị phần, tàu nó quay trở lại thì lúc đó nó mới có cơ hội. Và chị đã với những cái vị ở trong T cộng thì em đánh giá là vẫn tương đối khó khăn cho thị trường, và hai cái nhóm này nó đang thể hiện em đánh giá là không được tốt chẳng hạn. Dạ, đó là view về mặt thị trường chung, và hai cái nhóm ngành tác động chính đến thị trường là dầu khí, là ngân hàng và bất động sản. Dạ, những cái nhóm khác thì em đánh giá thì nó vẫn tương đối ổn, ví dụ như là dầu khí nó vẫn có trend tốt, anh em đánh trung hạn thì vẫn ok đúng không ạ, nó tốt hơn hẳn đúng không. Đấy, tốt hơn hẳn, nó vẫn vượt được đỉnh, nó vẫn có trend tốt, lực cầu vẫn tốt, trung hạn vẫn ok, thì anh em đánh trung hạn thì chúng ta vẫn giữ, ngắn hạn thì chúng ta có thể canh hiện thực hóa một phần, đấy là tùy anh em, hay khẩu vị cũng do anh em.
hay là thép thì tạm thời nó vẫn tương đối ổn, gọi là ổn thôi, nó vẫn có những cây volume bán lớn thì nó cần cân bằng trở lại. Đấy. Hay là chứng khoán anh cũng đang thấy cũng có những cái áp lực nhất đấy. Đấy, nhóm thứ ba đó là nhóm chứng khoán. Thép với lại dầu khí thì tương đối ổn nhá, dầu khí thì ổn nhất. Đấy, thép thì gọi là tương đối tốt, trung bình khá. Đấy, hay là còn chứng khoán nó cũng không được ổn. Cũng như vậy, cũng như banh, cũng như là bất động sản, nó là lên lại cái ngày 15 là cũng không vượt được và lại xuất hiện một cây bán, đúng không ạ? Đấy, một cái chùm nến đâu đó tầm 6-7 phiên cố gắng vươn lên, lại thanh khoản cải thiện nhưng mà không vươn lên được, lại có một cây bán ngược trở lại, tức là lực cầu không đủ mạnh để phá được cái vùng cản này. Đấy, mà không lên được thì có thể là lại phải đánh sập xuống để gọi là thứ nhất là rũ bỏ nhà tư, thứ hai là có một cái lực cầu mới phía dưới, tức là kiểu như là sell ấy chị. Đấy, sell giá giảm bớt đi. Đấy, mới có cái lực cầu bên dưới. Nên là vị thế cho thị trường chung ba cái nhóm ngành chiếm thị phần khá lớn, thậm chí là lớn nhất, như là ngân hàng, như là bất động sản, và thứ ba là chứng khoán. Em đang thấy ngắn hạn nó thể hiện không được tốt đó anh em nhé. Nên là ba cái nhóm này thì vị thế trong ngắn hạn anh em không nên mua, phải đợi. Thì đến Tây Cộng không nên mua, phải đợi thêm xem nó vận động như nào, được chưa? Đấy, có mua thì anh em ưu tiên thứ nhất là ví dụ như dầu khí, được chưa? Đấy, trend nó đang tốt, hay là một số cổ phiếu mid cap riêng lẻ có cái trend tốt thì anh em ưu tiên những cái cổ phiếu đó là hay hơn là chúng ta đánh theo một cái nhóm ngành nào đó và đánh theo chỉ số chung em nhé. Đánh chỉ số chung thì em đánh giá là không còn ổn nữa, mà đánh theo một cái gọi là cái kiểu riêng biệt, tức là những cái cổ phiếu có cái chart riêng biệt và không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số. Và cái lựa chọn chung thì là những cái cổ phiếu mà riêng biệt và có cái gọi là cái nước đi riêng của nó thì em đánh giá là nó sẽ không nhiều đâu. Nên là anh em mua thì anh em mua cũng tỷ trọng nó nhỏ thôi. Thì thông thường là hầu hết cổ phiếu nó diễn biến theo thị trường, hầu hết là theo thị trường. Ví dụ như ta thấy là ngân hàng, như là bất động sản, như là chứng khoán thì bây giờ đang đang thuận theo thị trường, đang khá là giống theo thị trường, tiệm cận lại đỉnh cũ nhưng mà không vượt được. Đã. Chỉ có là dầu khí là tốt hơn và là thép ổn hơn một chút, đúng không ạ? Bán lẻ cũng phải ổn hơn, trend trong trung hạn ổn hơn, nhưng mà ngắn hạn này đánh giá là cũng vẫn phải chờ, đúng không? Sau cái này vẫn phải chờ. Đấy. Được chưa? Bảo hiểm cũng đang tốt hơn một chút, đúng không? Bảo hiểm là tương đối ok. Đấy. Nên là anh em ưu tiên cái nhóm nào có trend và vốn hóa thì tầm vừa và nhỏ, và không bị ảnh hưởng nhiều đến chỉ số. Và tỷ trọng thì anh em mua tỷ trọng vừa phải. Đấy là cho anh em mua. Còn cho anh em bán thì ba cái nhóm mà đang gặp cái ảnh hưởng lớn đấy, đó là ngân hàng, đó là bất động sản, đó là chứng khoán đang gặp áp lực lớn trong ngắn hạn. Nếu anh em còn cầm hàng mà muốn bán đấy, thì anh em canh hạ bớt tỷ trọng, nếu mà nó hồi lên cũng hạ, mà nó giảm cũng hạ bớt đi để tránh những cái áp lực ở trong ngắn hạn, được chưa? Đấy, và nếu nó áp lực trong ngắn hạn và nó gãy đi những cái vùng hỗ trợ tiếp theo thì có thể là nó gãy luôn cả cái kênh trung hạn đó anh em nhé. Đó là về mặt thị trường phân tích rất là kỹ. Về mặt thị trường chung, các cái nhóm ngành cũng như là các cái hành động mua bán để anh em hành động cho nó phù hợp. Đấy, và team em cũng đã xác định rất là rõ ràng, đó là vừa nói lúc nãy đấy, là đã bán ở vùng 1285 và chấp nhận cái việc nếu mà thị trường nó lên nó phá đỉnh thì những cổ phiếu bán anh em chấp nhận được mất hàng, chứ không canh mua lại được. Đấy, phải tích lũy trở lại, tức là nó lên luôn ở trong ngắn hạn, tức là trong vòng tuần 1-2 tuần tới mà nó lên thì chúng ta bán hàng, nhưng mà nếu nó tích lũy lại được khoảng tầm 1 tháng gì đó mà nó vượt lên thì lúc đó chúng ta lại canh mua lại, có thể là giá cao hơn một chút, không sao anh em ạ. Đấy, nói chung là có thể chờ thêm một chút nữa. Còn vị thế ở trong ngắn hạn em vừa có phân tích về các cái nhóm ngành cũng như là các cái tác động, các cái form mà anh em có thể canh mua cho. Đã, về vốn hóa, về về kiểu trạng cũng như là về tỷ trọng chọn chọn nghe nhé. Hai bảy anh em đã xem, là một người chưa like thì like một lần nhé. Khi hiện tại thì một số cổ phiếu mid cap thì những cổ phiếu mà vận động nó tốt ấy, thì vẫn còn đang giữ,
đấy, vẫn còn đang giữ đấy, ví dụ như là đây, ví dụ như là MIG, ví dụ như là PET, như là BEA, là những cổ phiếu mà là giai đoạn vừa giờ là em toàn view trung hạn cả đấy, mà nó vận động em đánh giá vẫn tương đối ok. PET hôm vừa giờ nó còn vẫn giữ được giá trần, hay là VEA vẫn có giá xanh, hay là MIG điều chỉnh không nhiều, mặc dù là nến đỏ, em nhớ nó nhiều mà nến đỏ, nhưng mà nó vẫn là tăng điểm và cái trend nó đang tương đối tốt anh em ha, tương đối tốt là nến đỏ nhưng mà nó vẫn tăng điểm đúng không ạ. Em đánh giá là những cổ phiếu này là vẫn còn ok và vẫn giữ được, chúng ta vẫn phải chờ này. À, vẫn phải chờ xem phản ứng như nào thì chúng ta mới 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 bán được. Một cái phiên mà giảm mà 20 điểm đúng không, thanh khoản lớn mà nó vẫn xanh đó, vẫn tăng điểm đó, mà trend nó vẫn tốt thì không có lý do thì chúng ta bán cả đấy chị nào. Và cái nhóm này thì em đánh giá là cũng không ảnh hưởng nhiều chỉ số đâu chị, nó chả ảnh hưởng gì, có tăng có giảm hay nó có sàn đi hay nó có trần thì nó chả ảnh hưởng nhiều chỉ số đấy. Và đoạn vừa giờ em cũng định hướng rõ ràng anh em là chúng ta mua là ta mua mid cap, cả cái đoạn này này là ta mua mid cap, chúng ta không mua một blue chip đấy. Mua blue chip thì anh em thích thì anh em thăm dò thôi, không mua nhiều. Ưu tiên cái cổ phiếu nào có trên trung hạn, bắt đầu một cái xu hướng phá cái trend trong 2 năm thì ưu tiên cái nhóm đó hơn là ưu tiên những cổ phiếu mà có vốn hóa tầm lớn. Thì hiện tại thì vẫn đang đi đúng hướng anh em nhé. Đoạn vừa giờ thì Midcap nó chạy tốt hơn đúng không ạ? Đấy, phiên hôm vừa giờ là cũng chốt này, chốt phiên hôm thứ sáu này lúc 10 giờ 10 phút này. Hôm nay là cái ảnh chụp ngày hôm thứ sáu luôn. Đấy, chốt BSR, HDG, HCM này, Dabaco này. Đấy, rồi là mua này, cho mua thăm dò là 14 này. Đấy, mua thăm dò đấy nhá. Chia vốn trung hạn nhá, ưu tiên trung hạn. Hay là bán cắt lỗ VSC này, rồi là bán 1/2 PLX ngắn hạn này, đã có cổ tức này, hay bán chốt cắt lỗ FCN 3%. Bán 1/2 NHA trung hạn này, được 42% cho cái lượng mua thứ hai. Cái còn lượng mua đầu tiên thì vẫn còn giữ lượng mua đầu tiên nó khoảng 60% rồi. Bán Dabaco cái đây khoảng tầm 1 tuần hôm 20. Dabaco đã bán hôm 20 hôm trước này, hay là bán Đạt Phương hôm trước bán hết được 30% này, Đạt Phương hôm giờ sàn đấy. Bán hôm 20 đúng không, bán 20 xong thì đây bán hôm 20 đây, bán hôm này đúng không, bán xong có hôm này là nó lên 3,1%, thì lúc đó nhiều anh em lại bảo nó sai rồi đúng không. Cái câu chuyện thị trường nó cũng như vậy nhá anh em nhá. Đây em lấy ví dụ này, cây này giả sử nó là cây giảm chẳng hạn nhá, đây chúng ta bán ở cái phiên hôm này đúng không, đấy chúng ta bán hết phiên hôm này là loanh quanh giá bao nhiêu đây, 55,5 này, Đạt Phương bán 55,5 là bán gần cái giá thấp nhất hôm đó đấy, bán xong là bán tăng đấy, hôm sau tăng tiếp, hôm sau tăng tiếp, hôm sau nữa lại tăng tiếp đúng không. Đấy, nhiều anh em lại sợ mất hàng đúng không, mất hàng như này là không vào lại được anh chị nhá. Thị trường cũng vậy, chúng ta bán xong cái cây này rồi, em ví dụ bán cây này là ngày hôm qua, hôm thứ hai, hôm thứ sáu, mà đến ngày mai ngày kia nó lại kéo 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 như này, anh em lại sốt ruột, anh em lại lao vào đấy, mà sau đó nó đánh cái rụp phát như này anh em chạy được không, khó chạy lắm anh chị, thậm chí là hàng chưa về đấy, không chạy được anh chôn chân luôn đúng không. Đấy, thế bây giờ nếu mà so xét phiên hôm thứ sáu, à phiên hôm 20 tháng 5, thì phiên ngày hôm nay hôm thứ sáu này, thì bây giờ chúng ta bán vẫn ok đúng không ạ. Chúng ta chỉ kỳ vọng nó là bán ở quanh cái vùng mà là có khả năng đó là vùng đỉnh, chúng ta rất khó chúng ta bán được đúng vào đỉnh, ví dụ mình bán là lúc 60 này cực kỳ khó nhé chị nào. Hay là TCH đúng không, TCH hôm trước cũng cho bán đây chị này, đây TCH bán 1/2 trung hạn lúc đó giá 19,7, 19,7 cũng hôm đó luôn 20 tháng 5, hôm đó bán 2 con 19,7 là chỗ này, hôm hôm đấy là hôm 20 đúng rồi, hôm này đây 19,7 đấy, hôm sau nó lại kéo lên lên đến tận 20 đó, anh em nó tiếc lại múc vào đúng không, múc vào mà cây này không bán ra lỗ, cắt lỗ hoặc là hòa vốn thì những cây này có phải là toang không đấy. Nên là vị thế ở trong ngắn hạn anh em đã chốt ở những cây hôm thứ sáu vừa rồi vừa giờ rồi, thì 1-2 phiên tới nếu nó có tăng lên, nó có vượt đỉnh lại thì thôi cũng phải bỏ thôi em nhá, chấp nhận cái câu chuyện khi đã chốt xong rồi. Hay là PTCH cũng vậy thôi, đây đây TCH hôm đó phiên hôm này hôm sau nó lại kéo ngược lại này. Đấy, anh em nhiều anh em nó sợ mất hàng này, múc vào thì lại cũng cũng toàn đấy anh chị, toàn anh không chạy kịp cái này đâu. Đấy, không dám bán đấy anh chị nhá, không dám bán vì cái
cái mindset của chúng ta, cái tư duy trong đầu chúng ta vẫn đang định hướng nó lên. À, chúng ta chưa chấp nhận cái câu chuyện này, bao giờ nó sàn cây nữa thì anh em lúc đó là ối rồi, nó lại không bán được nữa, nó lại về sát trong chợ thế này rồi. Hoặc là ngày mai ngày kia nó giảm 4-5%, nó lại về nó hỗ trợ thế này rồi, thì lúc đó không thể bán được nữa. Ở chợ thì chúng ta đã ra quyết định bán, là chúng ta chấp nhận với câu chuyện là nó mà tăng lên, nó vượt đỉnh là chúng ta thôi, tức là việc đỉnh ở trong ngắn hạn trong vòng 1-2 tuần anh em nhá, chứ còn nó tích lũy được 1 tháng nữa và nó lại lên tiếp thì chúng ta ok lại canh mua lại đấy, không vấn đề gì đấy anh em nhé. Đấy, TCH cũng vậy thôi, không không khác gì cả đấy, phiên bán tin bán cây hôm nay 19.5, hôm sau nó lại kéo lên tận 20 đấy, hôm sau lại mở phát lên 20 đấy, không sao. Vâng, đến bây giờ thì lại đúng, hôm trước bán cái này thì là nhiều anh em bảo tôi mất hàng rồi, bán sai rồi, bây giờ lại thành đúng. À, câu chuyện đúng sai nó là phải phải có một chút thời gian mới trả được anh em nhé. Tạm thời là chúng ta bằng lòng với câu chuyện là được 10, 15, 20, 30% ở trong ngắn hạn. Đấy, tầm 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 34% cũng là ngon hơn. Đấy, hay là ví dụ như VGS cũng vậy. VGS cũng vậy đúng không? Đây, cũng có lệnh VGS với anh em đây. Đây có này. Đây, cũng có lệnh VGS này. Đây, show cho anh em luôn cái lệnh VGS nhé. VGS cũng bán ở giá 35.5 ngày 20 tháng 5. Đó, cái ảnh ấy không chụp hết được, bán nhiều quá, chụp không hết được. Đây, 35.5 ngày 20 tháng 5 cũng vậy. Đây, cũng kiểu kiểu như vậy, 30.5, đấy, ngay gần như là cái cao nhất phiên đó luôn. Đúng không? Đấy, hôm sau nó vẫn kéo lên này, vẫn kéo lên 36 rồi 36.5. Phiên hôm này nó cũng kéo lên 30 36 luôn. Đúng không? À, nhiều anh em lại sợ làm hơi mất hàng rồi. Nhưng mà đến phiên này hôm nay thì chúng ta lại thành đúng. Đúng không? À, đến một vài phiên nữa nó tích lũy lại được, nó sideways lại được ở đây thêm 1-2 tuần hoặc là 1 tháng chẳng hạn. À, và sau đó nó break lên tiếp ở cái đoạn sau này tầm 1 tháng, cái vùng này cứ cho 1 tháng đi, thì chúng ta lại lại hoan hỉ, chúng ta lại mua lại giá cao hơn của chúng ta thôi anh em nhá. Câu chuyện nó là như vậy nhá. À, còn mà nó kéo luôn được một vài phiên tới thì thôi, vẫn bỏ, không không kệ nó thôi, chúng ta đã chốt được từ đây lên đây rồi 30 mấy% rồi, em đánh giá cũng không phải là một cái lượng gọi là một cái tỷ suất, nó cũng không phải là nhỏ đúng không? Đây, chúng ta bán là 30.5 cũng được khoảng 30 mấy%. Đó, 35% ở trong ngắn hạn. Đấy, trong vòng trước được 1 tháng. Được chưa? Nên là cái câu chuyện ở đây là anh em đã bán. Ở đây cũng khả năng cũng có nhiều anh em khách hàng đang xem em lại, thì anh em nhớ cái điều này giúp em. Được chưa? Chúng ta không bán xong rồi là chúng ta thôi. Đấy, chúng ta không còn tham lam nữa. Chỉ năng nó kéo lên thì chúng ta cũng bằng lòng. Chúng ta đã ăn từ đây lên đây rồi, không phải là ít. À, 15, 20, 30%. Con nào ngon là được 34%. Tức là nếu mà chúng tính trung bình ra thì trong vòng 1 tháng vừa qua thì lệnh ít trừ lệnh nhiều, lệnh lỗ trừ lệnh lãi, lỗ thì có một vài cái lỗ thôi. Phải trừ lệnh lãi, lệnh lệnh lãi bù lệnh lỗ thì loanh quanh khoảng tầm 10 đến 15%. Đấy. Khoảng khoảng như vậy trong vòng 1 tháng vừa qua. À, anh chị ạ. Thế là chúng ta bằng lòng với câu chuyện như vậy nhá. Đấy. Câu chuyện thị trường nó cũng vậy thôi, ví dụ như 1-2 phiên nữa nó lại kéo tiếp lên như này chẳng hạn thì thôi, được. Ưu tiên là vào những cổ phiếu văn hóa tầm vừa và có cái trend, bắt đầu cái trend trung hạn đó, đấy là muốn vào. Dạ. Ok, đó là thị trường nhé. Nhưng mà vẫn cao nhiều cho người nghe không để ý. Anh em là chưa like thì like hộ lại nhá. Để em chuyển lại cam luôn.
được. Ok 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 alo 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 rồi, bắt đầu trả lời câu hỏi anh em nhé. Hãy thị trường là nói hết rồi. Xin chào anh Lê Hoàng, xin chào anh Tuấn Xuân, anh Tùng Lê, anh Phụ Tùng Máy Công Trình, anh Hồng Trần, anh Thanh Nguyên. À, cảm ơn anh em nhé. Anh em mà chưa like thì like, chưa like thì like hộ chúng ta nhé. Thì nó sẽ có một cái deal, một vài deal cho anh em để anh em, nếu anh em là muốn mua, anh nhá, nếu anh em là muốn mua. Anh quá. Trên Phái An có bài phân tích vẽ TB giống MWG nhà lão đại cô chặt quá này. Giống đoạn chỗ này, đoạn chỗ này này, bây giờ có vào thì anh em vào ít thôi, và một phần mấy cái phiên trước chỗ này này em đã nói với anh em vào này, còn nhớ cái đoạn chỗ này này, sau khi nó phá được cái che này này anh em vào trước một phần, nhưng mà để mà nó có cái xu hướng tốt ấy thì em đánh giá thì nó vẫn phải 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 vượt được cái cản này, một cái cản xanh này đấy, giống cái này, nó giống cái đoạn đoạn chỗ này đấy. Tức là nó vẫn phải tích lũy lại được cái đoạn nó vượt được cái nền xanh xanh này, cái đường xanh này và cái đáy của đoạn trên này là nó sideways được ở đây, bắt đầu có lực cầu vào tiếp thì cái đoạn sau thì nó tăng tốt hơn đấy. Thì với STB nó cũng vậy, STB cũng vậy, nó cũng phải là lên trên này nó sideways, sau đó là nó vào break phát, nó vượt qua chỗ này thì lúc đó nó sẽ nhanh ở đằng sau này. Còn bây giờ là đây thì em đánh giá thì vẫn là thăm dò thôi đấy nhá, còn về mặt trung hạn thì nó không giống nhau, trung hạn thì không giống nhau nhé, chặt tuần nó không giống nhau đấy, có chặt ngắn hạn là cái đoạn ngắn ngắn từ đây đến đây thôi đấy. Đấy, anh em có đánh trung hạn nó không giống nhau. Đấy, đây là MWG nhé, đây là STB nhé, không giống khác. MWG là nó gãy sâu rồi, gãy tạo nền sâu bên dưới, còn là STB thì nó gần như là nó không gãy, nó chỉ sideways thôi đấy, nó gãy là gãy sâu đoạn trước này, các bạn gần đây thì nó chỉ đạo sideways thôi. Đó. Lưu Hoàng nhé, sắp được duyệt bán đang muốn, em thấy cũng có dòng tiền đấy, đây có dòng tiền đây, cây này là cũng là cây ngon đấy. Nếu mà nói về cú đúc lại tiếp thì chỗ này là cây cầu vào này, bắt đầu cầu vào lại từ cây này. Thì phiên hôm trước đoạn trước thì có báo anh em là múc từ đây này, chỗ này là dưới 27 28 thì đoạn này em nhớ không nhầm là ai múc cây này, cây này là cây H1 bắt đầu nó có tín hiệu tốt này đấy. Đây là view trung hạn thôi nhé, mua đây là mua view trung hạn thôi, bao giờ nó vẫn là phải tích lũy lại được ở trên, phía trên này nó phá được đỉnh trên thì cơ hội nó ngon rồi. Nếu mà thị trường nó sao lôi lại được đấy, thị trường sideways lại được thì em đánh giá là những con như là STB này nó phải thể hiện sức mạnh tốt đấy, nó mang tính lan tỏa tốt thì cái nhóm banh nó mới đỡ xấu đấy. Con này đang một trong cái mã mà đánh giá là tương đối ổn nhất của nhóm banh, ở kênh dưới thì có con này, kênh trên thì có ACB, thì hai cái ông đó là nó phải đủ đủ mạnh, đủ lan tỏa để bớt đi cái áp lực liên quan đến từ nó mạnh, thì lúc đó thị trường nó mới có cái tác động tích cực, tức là nó bớt xấu đi. Thì lúc nãy có phân tích là nó mạnh là đang không được tốt đúng không ạ, trong ngắn hạn đấy, thì hai con này nó phải thể hiện một con kênh dưới một kênh trên đấy. Nói chung là vẫn phải chờ thêm một chút nữa, và anh em đánh trung hạn thì chúng ta cứ mua thôi, mua lại quanh đây thôi, gãy cái này chúng ta phải bán, gãy cái vùng đáy dưới này chúng ta phải bán, còn bao giờ nó phá cái trend, tức là nó phá được cái vùng đỉnh này chúng ta nhồi thêm để chúng ta view trung hạn nhé. Đấy, còn đánh ngắn hạn thì điên nó hẹp lắm, điên mấy con banh này rất là hẹp luôn, ví dụ như là chúng ta có mua 28 đi chăng nữa thì cái cả nó chỉ là 30 thôi, 29 29 30, tức là
5-6%, trừ hao thì khoảng 5-6%, nó tương đối hẹp. Đấy, nó sẽ không, nó mang tính gọi là đi được dài hơn là cho đánh ngắn hạn. Ngắn hạn thì em vẫn ưu tiên là nó tầm vừa sẽ ok hơn. Chạy. HAG. HAG cũng là một trong những cổ phiếu của cái nhóm thịt lợn cũng có cái xu hướng khá tốt ở trong thời gian gần đây, trong vòng hơn một tuần gần đây. Đấy. Nên là vị thế ở trong ngắn trung hạn này đánh giá là vẫn tương đối ổn. Trước đó nó có những cái vùng cân bằng vùng 2.5, vùng ngày 2.5 và 3.5 này. Đấy, ở quanh cái vùng giá là 12 đến vùng 13 sẽ là cái vùng cân bằng tương đối tốt. Thì ưu tiên chúng ta mua chia vốn ở quanh vùng 13.5, quanh đỉnh cũ. Về đó chúng ta chia vốn này. Đấy. Ngắn hạn thì cái vùng T cộng nó không cả quanh vùng 15. Đấy. Những cây này thanh khoản nó khá là lớn, được bán tương đối mạnh nên là khả năng T cộng nó chỉ là lên vùng 15 thôi. Chia vốn nó quanh vùng 13.5. T cộng cũng khoảng gần 8%, 7-8% thì anh còn mỗi PVT xanh thứ sáu gần tí hơn vẫn ít PVT ok nhá, ok nếu mà anh đánh trung hạn thì cứ ok cứ giữ nó, giữ thôi. Con này cũng là có cái chen tốt đấy, một trong những cái mã mà thuộc cái nhóm dầu khí, tạm gọi con này nó dầu khí là cũng có cái chen tốt nhất. PVT với PVB là hai cái con là có cái chen tầm tốt nhất của nhóm này, tốt hơn cả PVS, tốt hơn cả PVD. Đấy. BR nó chỉ được vài phiên ngắn thôi, BR mới được vài phiên thôi. Đấy. Mới được vài phiên phá đỉnh thôi, còn những con này nó đã phá đỉnh lâu rồi. Đó. Đang phải đi lại vẫn giữ được anh ạ. Ok anh đã tính là thấy được chưa, đánh định giá thì phải đánh dài dài đấy. Em thì anh em biết rồi, em không đánh định giá. Khó lắm, cái gì khó thì để cho người khác, em thì cái nào em hiểu, em gọi là thuần thục thì em chiến đấu thôi. Em đánh gì đánh chính là theo dòng tiền thôi đấy, lái múc ở đâu thì mình múc ở đấy, lái bán thì người ta bán, lái múc là múc tùy chạm, ví dụ chạm ngắn hạn lái bán volume bán lớn thì bán theo đấy. Chạc ngắn hạn mà lái múc thì tôi múc theo thế đó. Thông thường trước những cái phiên mà bùng nổ sẽ là những cái phiên thanh khoản thấp đấy, bùng nổ lên thanh khoản thấp đấy, thì những cái lúc mà thanh khoản thấp này chúng ta phải ngắm rồi nếu mà muốn mua. Phép phủng các thứ này cũng vậy thôi đúng không, chỗ này em đã cho em mua rồi này đấy, nhiều anh em là mấy cái sau này sốt ruột này, nhìn mấy khách chạy sốt ruột lắm. Cái thứ sáu này là ô dê luôn nữa, tím luôn, vẫn cứ tím luôn. Hay là HDG mấy cái chiếc loại mua chỗ này này, mua những chỗ này nó ảm đạm lắm, cực kỳ ảm đạm luôn. Đấy, cũng có một tí nhú nhú nữa không đáng kể nữa, nói chung là ảm đạm đấy. Bây giờ nó được 3 mấy% rồi, hôm bây giờ chốt 1/2 chỗ này, chốt buổi sáng cũng có 33 chấm gì đó đấy, mua từ đây chốt 33 luôn trong vòng một tầm, tôi cho là tầm 20 phiên, 15-20 phiên gì đó, nó được 3-20 mấy% đúng không, như thế là ok rồi anh chị. Tại em thấy như thế là bằng lòng, ok cho anh em đánh ngắn hạn chốt một phần, còn anh em đánh trung hạn mà chấp nhận được rủi ro, tức là rủi ro nó rung lắc về đây, nó rung về đây, nó rung đâu đó nếu mà nói về lúc buổi sáng nhá, lúc có giá 33 nhá, tức là rung một tầm 7% 10%, và các ông chưa được chấp nhận được thì các ông giữ thế thôi, còn nó không biết ra được thì ông chốt buổi sáng đi. Đấy, có nói rồi đúng không, trung hạn nó vẫn ok mà. Đấy, những cái con như này này nếu mà anh em là muốn mua thì chọn được con mà tiền nó mạnh như này đúng không, đúng không, có một cái nến đỏ là nó chỉnh ở đây này đúng không, con này em nhớ hôm đó là nó chớp khá là nhanh, khi nó về đây nó chỉ một thoáng thôi, một thoáng sau đó nó lại kéo lên, cũng có thể là sẽ có thể là hôm nếu thị trường nó hồi lên thì mai có khi nó lại tăng vượt cái giá của bán hôm qua, bán hôm thứ sáu thì ngồi ngắm thôi anh chị, hôm nay nói rồi mà bây giờ nó chỉnh về đây thì lại múc lại, mai ngày kia nó chỉnh về 30 thì lại múc lại, hôm qua bán 33 đây mua lại 30 thì được 3 giá 10% đúng không, lại cũng được rồi đúng không, hãy thực hiện như vậy. Nói chung phải đánh đổi thôi chị, phải ra quyết định thôi chứ giờ còn làm sao đúng không, những cái lúc mà nước sôi lửa bỏng là bắt buộc chúng ta phải ra quyết định đúng không, quyết định là đi hay ở đấy anh chị nha, gặp chỗ lối rẽ rồi rồi rẽ trái hay rẽ phải đúng không ạ, phải bắt buộc phải đi một hướng thôi.
giữ thì là ok chấp nhận đúng không, gập ghềnh, còn bán thì rủi ro là có thể là mất hàng đúng không, thì lúc đó là nó không có đúng có sai gì khác. Hôm nay cũng nói cái câu chuyện của VGS, của TCH, của Đạt Phương, hôm trước ra quyết định bán là bán thôi chị, không 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 nhìn lại nữa đúng không, lấy cái thời gian anh đi hôn khác anh chị. Giờ bán lại, ôi rồi ôi, đến chỗ này chết là tiếc rồi, mất quá mất hàng rồi đúng không, cái thời gian đấy thì anh em để thời gian đi canh cái con khác ngon hơn đúng không đấy. Đấy, nên anh em đã quyết định rồi thì là ok là bán, không đã quyết định thì bây giờ là vẫn phải giữ đúng không? Ngày mai kéo lên thì lại bán, nếu ngày mai kéo lên HDG trên này 233.5 này lại ngắn hạn, nó thích bán thì bán chưa, có thể nó tạo hai cái đỉnh ngắn hạn có thể như vậy. Bởi vì dòng tiền nó rất mạnh, còn trung hạn thì nó cái một hai phiên thì nó chả có gì cả, đóng đến tuần hai đến tuần vẫn ok mà, nếu mà bác nào mà đánh trung hạn thì nhìn đến tuần này nó có vấn đề gì đâu, chả vấn đề gì, kệ nó, thế thôi, câu chuyện nó là như vậy thôi. Cần VX 18.7, VX 18.7, VX nếu mà phiên hôm sau nó mất 17 năm là phải chạy nhá. Ngược lại nó kéo lên cũng bán bớt. EGC EGC 15 thì cũng kéo lên hạ bớt thôi. Hạ bớt ngắn hạn. Con này hôm trước có báo có chia sẻ với anh em là nếu anh em có mua thì anh em mua thăm dò đúng không? Đấy. Thì bây giờ cái lượng thăm dò này sau cái cây volume lớn này này đó, thì chúng ta cũng nên canh bán ở trên này, thì tạm thời chúng ta view ở quanh cái vùng đỉnh T cộng, quanh cái vùng 15.5, chưa lỗ máy cũng đáng kể mấy like, còn anh em mà chấp nhận được mà nó chưa gãy lại cái cây này, mấy cây doji này này, mấy cây doji phía dưới này là 13.8 mà anh em vẫn chấp nhận được thì vẫn giữ. Đấy. Thì chắc nó không ảnh hưởng quá đến nát đấy. EIB lỗ 3%, KVC lỗ 2%. EIB là team em cũng mua đấy. À, anh ở trong room đúng không ạ? Thì vẫn giữ thôi, con này em view trung hạn mà chia vốn ra mà. Đúng không? Đây. Trung hạn anh nhá. Anh em mà đánh ngắn hạn mà lỗ 1-2% mà anh em theo cái form mà gọi là cái khẩu vị ngắn hạn đấy thì không nên mua theo cái kiểu trung hạn nhá. Đấy, con này có dòng tiền tốt rồi. Đấy, tương đối ok, xem trung hạn cũng đang tương đối ok. Chợ bắt đầu có tín hiệu về mặt dòng tiền. Đấy. Cái vùng hỗ trợ ngắn hạn là quanh vùng 17.5, 17.6. Đấy, nếu mà cái lượng hàng mà chúng ta mua mà anh em view ngắn hạn nếu mà nó mất cái vùng này đấy, thì chúng ta có thể canh bán 17.5, chấp nhận cắt lỗ. Đấy, loanh quanh từ vùng 18, hôm trước có deal cho anh em loanh quanh vùng 18, 18.3 gì đấy. Đấy, đang lỗ nguyên cái này, lỗ nguyên cái ngày hôm thứ sáu. Đấy, hàng chắc là cũng về rồi đúng không? Đấy, nên vị thế ở trong nếu mà anh em view ngắn hạn thì mất cái vùng này thì anh em chấp nhận canh bán được chưa? Đấy, còn anh em mà view trung hạn mà tỷ trọng nó không không nhiều và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến áp thì anh em chấp nhận cái sự lưng lặng à, quanh từ vùng 17.3, 17.4 lên cái vùng 18.3, 18.4. Đấy. Đấy là hành động đối với anh em mà view với những cái chiến lược khác nhau, chiến lược ngắn hạn. Và con này thì trong room khách hàng này là em có nói rõ là đấy, có bạn nó đúng và đúng sai và sai đúng không? Gì nhá. Đó, lưu trung hạn. Dạ. Anh Vũ Nguyên á. Ngày mai hay là một hai phiên tới nó mất vùng 17.5 thì chấp nhận cắt lỗ, lỗ bấm sẽ gửi lệnh lên. Còn ngược lại nó rung lắc quanh vùng này, đấy, chúng ta tiếp tục nắm giữ, đấy, chờ đợi tín hiệu tốt hơn về mặt trung hạn. Dạ, cũng có tín hiệu về mặt dòng tiền rồi. À, thứ hai nữa là cái form nó đang tương đối ổn, thì sẽ không lắc, kể cả những con HUT cũng vậy à, tương tự như vậy luôn. Đấy, HUT cũng cho anh em book ở quanh cái vùng 17.5 này này,
17.5 đến 17.7 gì đó, bây giờ cũng đang hòa thôi. Đấy. Thế em nào mua rồi thì cứ tiếp tục view ở trong ngắn trung hạn, xem là vận động tiếp theo những chuyên sắp tới như thế nào. Nếu mà nó gãy mất cái vùng cân bằng này, đấy, thì chúng ta xác nhận chúng ta bán. Đấy. Đấy. KBC, KBC lỗ 2% cũng có cái vùng này tương tự như vậy thôi, nó mất những cái vùng doji này này. Đấy, thì nó là chấp nhận bán. Đấy. Còn ngược lại, nếu mà anh em view ngắn hạn, view T cộng đấy, mà nó có hồi lên những 1-2 phiên tới mà nó ảnh hưởng nhiều đến áp ấy, thì anh em cứ hạ bớt chậm, cứ hạ bớt thì chậm hạ. SSC 42, 42 giờ đang bốn cũng 42 hòa vốn. SSC mà nó mất đi cái vùng 41 này thì cũng phải bán này. Chiều ngược lại, nếu mà đánh T cộng thì hồi lên lại cái đỉnh bên trên này cũng cần bán. Để bán mượn ít nhất là một nửa. TIG tái phân phối chưa? Em đánh giá TIG thì cũng chưa phải là phân phối anh nhá. Nó mới có những dấu hiệu breakout ở trong ngắn hạn thôi. Và thứ hai nữa là gọi là nó cũng chưa tăng mấy ở trong ngắn hạn. Đúng không? Cũng chưa tăng mấy. Anh em có đánh ngắn thì đã phải bám được cái phiên hôm trước rồi, chỗ vùng này thôi. Cái vùng hỗ trợ của nó là cái vùng màu đỏ phía dưới này. Nếu mà view về mặt ngắn hạn nó mất cái vùng này nhé, nó mất cái vùng 13.5 này thì anh em ra bớt. Chờ. Mà 13.5 cộng trừ chỗ này. Đấy. Thì anh em ra bớt. Ngược lại nó có kéo lên trên thì anh em ra bớt ở phía trên. Nếu anh em view ngắn hạn. Còn phân phối thì anh em đánh giá là chưa phân phối. Anh em chưa thể phân phối được. Tiền lớn bắt đầu vào từ đây này, từ đây này. Bây giờ nó mới tăng được từ cái nền 12 12 năm mà lên cái nền 14 đúng không ạ? Mới được có hơn một giá thôi, khoảng tầm hơn 10% ở trong 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 ngắn trung hạn thôi. Đây, cái nền mà lượng hàng người ta vào nhiều là cái nền này. Đấy, cái nền giá 10 12 loanh quanh từ 11 12. Đấy. Chưa chưa đấy nhá. Nó chỉ áp lực ở ngắn hạn thôi anh em. Có thể là một số ông bắt ở dưới này hoặc cây này này thì người ta có thể canh bán ra lợi nhuận được tầm 10 15% rồi đấy. Nó tương tự như con TNG cái kiểu như vậy. TNG phiên hôm trước cũng cho anh em bán ngắn hạn là quanh quanh vùng này rồi, bán 1/2 ngắn hạn thôi. Bây giờ thì cứ view thôi rồi cắt lỗ lên, bây giờ nó phạm phân lỗ thì chúng ta bán. Trung hạn nó cũng vậy mà, nó cũng có quá trình tích lũy rất là lâu. Cái giá mà người ta cái vùng nền giá là 4 thì quanh quanh vùng 20 đúng không ạ? 20 mà bây giờ nó 25. 20 25 là năm giá chỉ còn hơn cả con TG. Nhưng mà áp lực bán không nhiều. Áp lực bán nó đến từ chín đến từ những cái vùng cản ở trong trung hạn giai đoạn trước này. Đấy. Một phần là một phần chốt lời ở phía dưới này nữa. Một số ông bắt ở phía dưới này một chốt lời. LC LC thì sau hai cái cây gọi là biên khá là lớn không? Thì có thể hạ bớt thì chậm nhá, nếu mà ngắn hạn. Còn trung hạn thì cũng chưa đi cái gì cả. Còn nếu mà theo đúng tín hiệu thì mất cái cây doji này, mất vài cây doji này, nó thủng cái vùng 26.5 thì hạ bớt canh mua lại khi nó test lại này dưới là vùng 24 thấy nhá. Khởi nghĩa sai ngày để gặp sự buổi sáng nó tăng tương đối ok đấy, cuối phiên thì lại thị trường chung là dính ngay hai cái đâu này luôn, thì tạm thời thì cứ giữ thôi, phải chờ thêm xem là cái vùng nền này nó có giữ được không anh ạ. Đấy, tức là cái vùng 1-2-3 này nó có giữ được những cái phiên tới không. Đấy, nếu mà nó không giữ được thì khả năng nó lại về cái dưới này là 110, còn nếu nó giữ được thì khả năng lại sideways. Đây là phải đợi thêm một vài cái nữa xem như nào. Hôm trước là con VHC là tên em phải chấp nhận cái lỗ ấy. Đây, đoạn chân mua quanh 75 này. 75, 74, 75 chỗ này.
thì hôm bây giờ phải cắt lỗ quanh khoảng 3,3.5, cắt lỗ hình như 2%, thấy nó không còn còn ổn nữa, giờ là cắt thôi, tức là cắt thôi. Con này đoạn trước là con VHC với con DGC nó giống giống nhau, mà đến 2 3 phiên gần đây là DGC à, VHC yếu hơn, thôi chạy. À, tính sau cắt lỗ 2-3% cũng không nhiều lắm, SSI 36 hiện tại nó vẫn còn cái hỗ trợ quanh vùng loanh quanh 34.5 này, bây giờ đang là 35.5, 35.2, 36, 75 lai 2-3%. Thì cái bản đầu tiên thì có hồi lên thì cũng hạ bớt anh nhá, hôm nay cũng có soi chart của cái nhóm. À, soi chart của nhóm chứng khoán này đó, hãy đánh một bán lực này lúc sáng lúc EIB ra xanh, tức là hàng chưa về đúng không ạ? À, lúc em có nói đấy thì trọng nó nhỏ thì anh cứ giữ bình thường, vấn đề gì hả? Không ảnh hưởng nhiều đến nắp ấy, còn thị trọng lớn là hàng về thì chúng ta hạ bớt nếu mà ảnh hưởng lớn. Đó. Em đánh giá kênh cũng đang tương đối ổn, đang tương đối ok, tất nhiên thì vẫn phải chờ xem nó phản ứng nữa là như nào đấy. Cây bám ngày hôm nay volume cũng ở mức vừa phải, không lớn không nhỏ không lớn. Đấy. Cái này thì vào khá ok, những con mà như EIB là nó khá là bao cung ấy, thì anh em nên đánh là dài tí, cũng tháng nó tương đối ổn đấy. Đây, chia sẻ anh em một số cái mã mà chúng ta chú ý nếu cho anh em muốn mua nhé. Mã nào muốn mua thì có thể chú ý những cái kiểu như này nhé. Cái cái này EIB này, anh em đánh trung hạn này, anh em thăm dò nhé. Bây giờ vùng này vẫn thăm dò bình thường, vùng quanh 18 này. Thăm dò, hay là hút này. Đấy. Cũng có tín hiệu cầu vào. Cũng đang ngấp nghé ở cái vùng cản ngắn hạn. À, vùng cản chéo ngắn hạn nhưng mà đọc tiền thăm dò rất tốt, à, cắt lỗ tương đối ngắn. Còn mà tiêu chí mà anh nói anh em cắt lỗ ngắn tức là ban này, cắt lỗ ngắn hạn cũng tương đối ngắn đấy. Cái râu của cây hôm thứ năm là vùng 22.8 một giá đấy. Một số cổ phiếu mà canh điều chỉnh như là PNG đấy, canh điều chỉnh về cái vùng đỉnh cũ này. Đấy, dệt may dệt mỏng này đúng không, quanh quanh 23 cộng trừ này, 23 23.5 thì đó anh em mua thăm dò nhé. Đấy, mua thăm dò này anh em nhé. Cái kiểu trạng như này nó tăng đâu đó khoảng tầm từ vùng nền cũ từ lúc vấn đỉnh nó khoảng tầm 10 15% thì nó chỉnh vào tầm 7 đến 10% thì anh em có thể canh mua test những thì chẳng vừa phải trước, sau đó xuống tiếp biết ok thì chúng ta có thể gia tăng thêm sau. Dạ vậy cái kiểu trạng là như vậy nhá. Đấy. Kiểu trạng này thì phải đợi thêm một vài cái nữa. Đấy, còn cái kiểu trạng như là hút hay là EIB thì anh em nhặt nhạnh luôn. Đấy, nhặt tỷ trọng nhỏ hay là pet chẳng hạn, nó có rung lắc thì anh em cũng nhặt nhạnh luôn, nó có điều chỉnh này anh quanh cái sát cái vùng bên dưới này, kéo lại cái vùng này là cái vùng 27 này thì anh em nhặt nhạnh. Đấy, ví dụ ngày mai nó chỉnh lại được chưa? Còn cái kiểu mà nó đã vượt đỉnh khoảng tầm 10 15% rồi thì anh em phải đợi chỉnh nó khoảng tầm 7 đến 10% thì nó mới canh mua. 7 đến 10% mà thị trường nó chỉnh một hai cây nữa là khả năng nó cũng chỉnh theo. Tầm giữa tuần gì đó. Đấy. Còn những cái mã mà có dòng tiền tốt như là bắt đầu có dòng tiền tốt như là hút này, như là EIB hay là pet này chẳng hạn, nó lắc nhẹ nhẹ một chút là anh em có thể là canh đặt luôn. Dạ, vậy cho anh em mua. Nhưng mà ưu tiên là mua thị trọng nhỏ nhá, trong đầu đấy nó là mua thì là ưu tiên là về vốn hóa là phải vốn hóa tầm 10
Thứ hai là về tỷ trọng thì nhỏ nhỏ. Thứ ba là cắt lỗ và cắt lỗ ngắn. Xa chạy cho đỡ thiệt hại. Đấy. Giờ giờ D mà D thì chủ đạo vẫn là sideways, cắt lại cái nền cũ này. Đấy, cái KOG này cũng là cái đỉnh trước của nó, chủ đạo thì cũng sideways thôi. Con này kênh trung hạn thì cũng chưa có gì mà bàn cả. À, nói chung là đánh thì đánh ngắn hạn thôi, kênh trung hạn thì nó cũng chạy một cái nước cũng khá là xa rồi, từ vùng 50 mà lên vùng 80, 80 85 là tăng 30 giá 40 giá rồi, khá là nhiều. Giữ thì vẫn giữ bình thường, ngắn hạn mà nó cứ gãy cái nền thì chúng ta cũng phải phải chấp nhận cho nó chạy lại, rồi nó tính tiếp cái câu chuyện là vào lại sau thôi, tuân thủ thôi. Chứ giống như đoạn này chẳng hạn, nếu mà ở một cái lúc nào đó mà nó gãy cái nền này thì chúng ta phải chạy thôi, đúng không? Tích lũy xong mà nó gãy thì là phải chạy thôi, còn tích lũy xong mà nó còn đánh lên thì là nhảy vào. Nó có gãy giả hay là nó có rũ bỏ thì ở trong ngắn hạn thì chúng ta cũng không thể biết được đấy. Còn anh em đánh trung hạn thì chấp nhận được cái chuyện rung lắc thì anh em giữ đấy, mà muốn giữ được nó rung lắc thì chúng ta vẫn phải là nằm ở phía dưới chúng ta mới chịu được rung lắc, còn anh em nằm phía trên thì khó đấy. HDG, HDG anh em phải nằm ở dưới này mới chịu rung lắc, còn anh em nằm trên này thì làm sao cũng chịu được, đúng không? Gốt 12 năm. Về năm thì sao không nên bán? Nếu có bán thì bán một phần thôi. Trung hạn thì nó cũng có vấn đề gì đâu ạ. Chứ có vấn đề gì. Chỉ là nó lên lại cái đỉnh này. Nó rung lắc thôi. 12 năm em đánh giá là cái giá cũng rất tốt. Cái này là cũng mua vào breakout này. Mua cái này. Mua giá trần không? Gần giá trần không? Ok vẫn giữ nhé. Khả năng nó sideways ở cái biên từ 14.5 đến cái biên 17 năm, mua sideways khoảng tầm 3 giá. Anh em này ngắn hạn thì kéo lên cái vùng trên này bán hạ bớt. View trung hạn thì cứ view khung tuần này này. Khung tuần bây giờ nó vẫn ngon mà, có vấn đề gì đâu. Nó lên lại cái đỉnh chỗ này này. Cái đoạn này trước này cũng bị áp lực bán thôi. À, nhưng mà đánh giá là cái vùng này anh đánh giá là cả không phải là quá mạnh. HCM 27.7. HCM hôm trước đi cũng bán một nửa rồi. Anh Tân Xuân hình như không trong trong room đúng không? Chứng khoán thì theo em là nên chốt bớt anh ạ. Nên chốt bớt. Hôm trước tin bán rồi, bán một nửa rồi, bán buổi sáng rồi. Đâu rồi nhỉ? Có bán buổi sáng rồi. Đấy nên là cái năng suất có trong đúng view nhỉ? Đấy bán này bán lúc đấy là này, này này. Đấy 30.5 bán này. Lúc 10 giờ 10, 10 giờ 15 là lệnh liên tục, 4 năm lệnh liên tục. Đấy chỗ này này, 30.5. Ui gần như cao nhất phiên luôn. Đấy, lúc buổi sáng nó vẫn đây mà. 30.4, 30.5 bán đây. Bây giờ nó kéo lên nhá. Bây giờ kịch bản mà nó tích cực ấy thì nó là có thể tạo một cái đỉnh nữa. Thì kéo lên nó cũng bán này, nha. Bán thả bớt. Đấy. Team cũng mua 27.7 đấy. Đúng nhỉ? Có là nhiều lắm, đúng 27.5 lại cũng tầm đấy, tầm đấy ngoài được 10%, không nhiều lắm. Đặng Phú Mỹ 35 năm. Vẫn giữ đây chị ạ. Đặng Phú Mỹ là team cũng mua cây này. Đấy, cái này định breakout lên mà chưa break được, phiên vừa rồi được bán cũng nói chung là cũng bình thường, phải đợi thêm. Đấy, cũng đang hoàn vốn chắc là nhịn trang lên ở trong room sao
vẫn giữ nha chị nhá. Đấy, bây giờ nó có cái hỗ trợ quanh vùng 34.5. Đấy. Bây giờ chúng ta phải chấp nhận một điều đó là nếu mất 34.5 thì chúng ta chạy mất khoảng 3%. Đấy, còn giờ bạn nó sideways ở đây thì đỡ thêm. Đấy, một hai phiên nữa xem như nào. Chấp nhận câu chuyện như vậy nhá. Vì những con này như là Cà Mau các thứ thì nó vẫn vẫn ok. Không? Không, chưa 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 thì quá tệ cả. Chen nó cũng ok. À, không nghĩ cũng vậy, không nghĩ thì cũng tiệm cận là đỉnh cũ, cũng có thanh khoản tốt, áp lực ngắn hạn, phiên hôm thứ sáu cũng có, nhưng mà những cái vùng hỗ trợ quan trọng thì nó cũng chưa mất. À, đấy, chúng ta vẫn phải chờ xem là cái vùng 34.5 là như nào. À, 34.5 nha. Anh chị đang không hàng thì theo sát lệnh của em thôi, em báo thì em bán thôi. À, anh em mà chưa có tài khoản thì biết thì liên hệ trực tiếp nhá. Đấy, mở tài khoản anh chuyển ID đi như này đấy, để vào trong VIP chốt cũng khá nhiều anh em nhé. Đấy, cũng định hướng cho anh em khá nhiều. À, phiên hôm thứ thứ sáu định hướng cho anh em đấy. Đấy, lý do thì lúc nãy có nói ngay từ đầu phiên đầu của livestream đấy, lý do tại sao là buổi sáng bán là như vậy. Ê, buổi sáng bán khá nhiều đến buổi chiều vẫn bán tiếp, bán những con mà tăng tăng mạnh hoặc những con yếu hẳn đấy, còn những con mà kiểu kiểu như là chưa rõ ràng lắm thì kiểu đạo Phú Mỹ này, hay là một vài như là một vài mã nữa mà a chẳng hạn, đâu chưa rõ ràng lắm thì kệ nó xem như nào đã, được không? Hay là hay là HAH cũng vậy đấy, chưa quá rõ ràng, nó chờ thêm, chưa mất cái vùng này, chưa mất cái vùng mà trước đó nó là cái vùng mà thanh khoản tương đối thấp này. Đấy, vẫn là chờ thêm. Đấy, chấp nhận là rung lắc thêm một chút nữa xem nó như thế nào. Bán là bán những con mà cao cao hơn một chút, hoặc là những con bị lỗ mà gãy hỗ trợ hẳn. Đấy, ví dụ như đây. Cái ảnh nãy em cho anh em xem đấy, có lỗ có lãi anh em nhé. Đấy, đây giờ SCR vẫn hay là VHC này cũng bị sai, bị mất hỗ trợ này, là cũng bán này 2-3%. Còn những con lãi hẳn là ví dụ như là BSL này, HDG, HDC, HCM này, Dabaco này. Còn những con mà đang lửng lửng quanh quanh hòa vốn mà nó chưa rõ ràng ấy, thì phải đợi xem nó như nào đã. Dạ. MIG giữ được, MIG vẫn giữ anh, vẫn giữ mà vẫn ok anh, con này nó vẫn xanh mà, nến thì nến đỏ nhưng mà giá vẫn xanh 2%. Đây này, khung tuần nó đang như đẹp như này nhưng mà giữ anh nha, ngon đấy chứ. À, ok anh em nhé, cũng muộn là cũng trả lời hết gọi anh em, và anh em nào cần hỗ trợ thêm thì liên hệ trực tiếp em lại đấy, để add anh em vào room chốt lời cắt lỗ rõ ràng, báo rõ ràng mua đâu bán đâu, rồi là mua chia vốn hay là mua ngắn hạn như nào, có cả anh em. Con STB nó hay đi ngược thị trường, nó lao lại cổ phiếu thị trường nhiều hơn tốt. À, thì lúc nãy em có nói đấy là nếu mà xét về mặt bình diện chung của con ấy là nó là cái cực đấy, cầu vào thì cũng cái này. Nếu mà nói về cú rút lại tiếp như em có nói với anh em ấy là ok đúng không? PR đến nào, ừ, PR thì hôm trước cho anh em là bắt ok, bắt tỷ trọng nhỏ đây gia tăng ngắn hạn ở chỗ này đúng không, 26 đúng không, thế bây giờ nó đang là coi như là hòa vốn đúng không ạ, nếu có lỗ thì nói chung là không đáng kể,
Đấy, một vài like thì không tính nhá. Đấy, thì bây giờ là nó cũng chưa rõ ràng. Chưa rõ ràng ở đây là cả một cái đoạn nó sideways này nó cũng chưa mất. Đấy, thứ hai nữa là những cái vùng hỗ trợ. À, những cái cây doji thanh khoản thấp này là nó cũng chưa mất. Đấy, chúng ta chờ thêm một khoảng tiền nữa. Chờ thêm chút nữa. Anh Lê Thanh Hiếu, Lê Thanh Hiếu. Chờ thêm chút nữa xem như nào. Rồi lại tính. Nó thuộc cái dạng là 50-50 nó kiểu kiểu như vậy. Ban mua được không? Ban nếu mà nói về lệnh thì đã có lệnh rồi. Nếu bây giờ mua thì anh em mua thì trọng nhỏ không? Mua thì trọng nhỏ trước. Ban đã có lệnh. Ban đầu hữu đã có lệnh rồi nhá. Bây giờ nó cũng chưa 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 lãi mấy đâu. Mua là cũng chục phiên rồi đấy. Bây giờ nó mới có dấu hiệu chạy đấy thì anh em mà muốn mua thì tỷ trọng nhỏ chấp nhận một cái chút rủi ro trong ngắn hạn thì anh em chia vốn ra thôi. Ban mua 13 tháng 5 giá 23 23.4, 13 tháng 5 là cái này này, cái bắt đầu có dấu hiệu cầu vào bạn ấy. Đấy, nó cũng nhủ nhằng nhằng ở đây 2 tuần nay rồi và bây giờ nó mới có dấu hiệu tạm thời có chút tích cực, bắt đầu có chút tích cực hơn. Và nếu mà nói về thị trường thì phiên hôm bây giờ con này là nói chung là cũng tích cực đấy. Thì anh em mua cái đây thôi đấy. Thì trọng vừa phải, cắt lỗ là mất cái râu của cây này hôm thứ năm tuần trước là 22.8 2.7 đấy, mất một giá cắt lỗ thì trọng vừa phải trước, bao giờ nó phá cái đỉnh thì chúng ta ngồi thêm đấy. Nó cũng là cái form của những cái cổ phiếu mà tạm giờ cũng có view với anh chị em rất nhiều cổ phiếu kiểu như này đúng không, tích lũy 1 2 năm trời à, đúng không, bắt đầu có những cái sự rũ bỏ trong ngắn hạn và bắt đầu có cơ hội bước vào một cái chen trong trung hạn, thậm chí là chen dài hạn đấy. Thì anh em mua mà định hướng về mặt trung hạn thì chúng ta chấp nhận một chút rủi ro trong ngắn hạn. Dạ, còn anh em đánh ngắn hạn thì anh em tỷ trọng vừa phải. Dạ. Đấy. Đây có ba một vài cổ phiếu mà kể cả Pan này, chưa kể con Pan ở trong này. Đó là MIG, PET và VA là đang xu hướng rất tốt. Đã. Pan ngày mai mà nó có một cây to mà nó phá lên kiểu như PET nữa thì điều trị nó sẽ khỏe hơn, tốt hơn. Ok em nhá. Tôi hẹn lại anh em vào sáng mai đi. Tôi nói muộn nào trả lời hết gọi anh em rồi. Đã, anh em mà muốn định hướng rõ ràng hơn thì xem lại cái đoạn đầu em nói rất kỹ về thị trường cũng như là các cái nhóm ngành anh em muốn mua theo cái định hướng chung là như nào, còn một số cổ phiếu thì cũng cái đoạn giữa có nói đấy, anh em phải tua lại cho anh em là chưa xem, và anh em xem rồi thì cứ thế thôi em đó. Ừ. Đấy, thì không nói lại nữa rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nhé, cảm ơn 28 anh chị vẫn còn đang xem live, chào 24 anh chị đã like, anh chị nào cần hỗ trợ thêm thì liên hệ trực tiếp và em lại theo số điện thoại 0984 để vào room với cả đấy, cũng có những cái siêu phẩm giai đoạn vừa giờ thì cũng vẫn còn những cổ phiếu mà nếu mà thị trường nó ngon thì những con này nó lại ngon được chứ nào, đấy cũng không phải là không không còn, không phải là bán sạch rồi, bán những con nào tăng mạnh thôi hoặc cũng con nào yếu à, còn những cái mã mà đang kiểu 50-50 thì vẫn còn giữ chờ xem một hai phiên nó như nào, còn những cái mã mà đang tạm thời tích cực tức là phiên hôm vừa giờ thị trường tương đối là ảm đạm, tương đối là xấu, nhưng mà những cái con này nó thể hiện em đánh giá vẫn tương đối tốt, thì nếu mà thị trường đi lên thì em đánh giá những con này lại là những cậu tốt, kể cả như Pan chưa thể thống kê ở đây, nhưng mà IG như PET như VA thì vẫn đang nắm, chưa bán cổ này chưa để nhá. Đấy, nên là anh chị em nào mà chưa có tài khoản IBS thì hãy trực tiếp nhá. Đấy. À thì cuối buổi livestream thì giải trí một tí anh em nhá. Đấy, hôm trước có hôm qua hát chế bài anh em nào xem đây chưa thật. Đấy, chúc anh em tuần mới được thành công giải trí để trả trí chết anh em nhé, bỏ qua những cái thị trường. Đấy, em đã nói là thị trường nó rất là vô thường, nó gọi là bất khả thương gì, tức là có những cái diễn biến nó không theo cái dự liệu được đấy, nó bất khả thương gì, chúng ta phải nói như Phật giáo là tùy duyên thuận pháp, thì ở đây thì là tùy duyên và thuận thị trường.
chúng ta tận hưởng thị trường và tận hưởng cuộc sống này chứ. Đấy, ok, cảm ơn anh em. Trước khi kết thúc thì gửi anh em một đoạn hát chế để anh em vui vẻ hơn. Anh em ngủ ngon, mai lại tiếp tục chiến đấu. Thị trường hôm qua đau như mưa, thế nhưng tài khoản quên không khóa cửa. Để cho lái lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi lại tính bao năm. Ngày lại đi theo cơn mưa ngâu, nhỏ lẻ lạc bước khóc hoang tìm nhau. Ai đông ai đem hết bao giọt sầu. Chốt lãi thành công. Inbox em Đại để tìm kiếm lãi mới anh chị nha. Thị trường hôm qua đau như mưa, thế nhưng tài khoản quên không khóa cửa. Để cho lãi lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi lại tính bao năm. Ngày lại đi theo cơn mưa ngâu, nhỏ lẻ lạc bước khóc hoang tìm nhau. Ai đông ai đem hết bao giọt sầu.